Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 3. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môi-se trong bụi gai cháy. Vả Môi-se chăn bè chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bè chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rét. Thiên sứ của Đức Chúa Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng: ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào? Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng: có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: chớ lại gần chốn này. Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói: ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Pherê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít ở. Này, tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thể nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-rô-ôn để dắt dân ta và dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Môi-se bèn đưa rằng: tôi là ai dám đi đến Pha-rô-ôn đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô? Đức Chúa Trời phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi. Này là điềm lấy dấu, này là điềm làm dấu cho ngươi biết rằng ta sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi Ê-díp-tô, xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: này, tôi sẽ đi đến dân Israel, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: ta là đấng tự hữu hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng: hãy nói cho dân Israel như vậy: đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Môi-se phụng mạng đi đến dân Israel và Pharaoh. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy: Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp sai ta đến cùng ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Hãy đi hiệp hội, hội hiệp các trưởng lão Israel và nói cùng họ rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã hiện ra cùng ta mà phán rằng: thật vậy, ta đã thăm viếng các ngươi, thấy điều họ đãi các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, nên ta đã phán rằng: ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ê-díp-tô, đặng đem lên xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Pherê-xít và dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, tức là một xứ đượm sữa và mật. Dân sự sẽ vâng theo lời ngươi. Vậy ngươi và các trưởng lão Israel hãy đi yết kiến vua xứ Ê-díp-tô mà tâu rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ đã hiện ra cùng chúng tôi. Vậy bây giờ xin để cho chúng tôi đi đến nơi đồng vắng cách chừng 3 ngày đường, đặng dân của lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Vả
Ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ai Cập thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi. Nhưng ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ai Cập bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó. Sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi. Ta sẽ làm cho dân này được ơn trước mặt người Ai Cập. Vậy khi nào các ngươi ra đi thì sẽ chẳng ra đi tay không, nhưng mỗi người đàn bà sẽ hỏi xin người nữ lân cận cùng kẻ ở tạm nhà mình những đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo mặc lấy cho con trai con gái mình. Các ngươi sẽ lột trần dân Ai Cập là như vậy.